Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, cùng đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, Sơn La và trên 290 đại biểu tiêu biểu đại diện cho giai cấp nông dân trong tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân tỉnh Điện Biên đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Công tác xây dựng củng cố tổ chức, phát triển hội viên có chuyển biến tích cực. Chất lượng cơ sở hội, chi hội và hội viên được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được trên 4.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 84.600 hội viên. Các phong trào thi đua của hội được triển khai có hiệu quả, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 3.150 hộ được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt 5% nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, hội viên nông dân đã hiến trên 65.000 m2 đất, tham gia đóng góp trên 220.000 ngày công xây dựng và tu sửa công trình phúc lợi. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cũng như một số nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân trong việc giúp đỡ hội viên nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Đồng chí cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm cho Hội Nông dân tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Thì chúng tôi đề nghị là Ban chấp hành Hội Nông dân khóa 10 cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 09 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để chỉ đạo các cấp hội nông dân tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện phương châm nơi nào có nông dân thì nơi đó có tổ chức hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, xuất khẩu lao động cho nông dân, hướng dẫn vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp cùng 18 chỉ tiêu trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được trên 5.000 hội viên mới, phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp mới 1.000 đảng viên. Phấn đấu hàng năm có trên 7.000 hộ nông dân trở lên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phối hợp tạo nguồn lực giúp đỡ trên 5.000 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Với tinh thần dân chủ khách quan, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Đồng chí Vàng Thị Bình được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028.